ngày 29 tháng 9 hôm nay thì khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi thì nói chung là hết cái tôi đã dỡ phong tỏa. Và hôm nay thì quận cũng đã xây dựng một cái kế hoạch phân công các lực lượng rất là cụ thể để đón người dân ở khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi trở về sinh sống trên địa bàn. Và chúng tôi cũng tổ chức các cái đợt xe, mỗi một đợt là có 5 xe 45 chỗ như đồng chí nhìn quan sát đây đây, và mỗi để bảo đảm cái giãn cách thì mỗi một xe là không quá 15 người, mỗi một xe không quá 15 người. Và các người dân, nhân dân cũng được quận trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn để trong cái quá trình về bảo đảm là an toàn phòng chống dịch. Thậm chí đêm qua con bé con nhà mình còn không ngủ được, cả suốt ngày hỏi mẹ ơi bao giờ về, cháu rất là vui. Trước đây mà khi mà có những cái ca mắc mà nhiều như vậy thì mình có cái tâm trạng lo lắng như nào và phải đi cách ly thì lúc đấy mình có lo sợ và lo lắng gì đấy? Khi mà bắt đầu báo là có ca nhiễm nhá, thì là ở đây thì nhà mình nói chung là không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người thì ai cũng lo lắng hết. Không biết là dịch phát như thế nào, không biết mọi người có kiểm soát được dịch tốt không. Không biết là đến khu đấy thì liệu là có đầy đủ để phục vụ cho các bé hay không. Tại vì là hầu như là có cả các bé nhỏ 3 tháng cũng như là con nhà mình vậy. Đấy thì là thực sự rất là lo. Nhưng mà đến khi đến nơi thì là mình thấy nói chung là rất là yên tâm, đặt niềm tin vào Đảng và Nhà nước và các bác chính quyền. Cảm ơn.